Dạ Vườn Mai Chích Trà Bông xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mới về một lô mai rất là đẹp nữa nè. Cây thì phải nói là rất là xinh tươi, mập mạp ha, lá thì non nhột luôn, rất là đẹp cả nhà ơi. Lô này phải nói rất là đẹp luôn á. Cả nhà nhìn thấy nè. Ồ, cái ngọn thôi mà nó mập vậy nè cả nhà. Đó ha, lô này phải nói là cực kỳ đẹp luôn ha. Đây, em chất ra một mớ rồi nè, cả nhà nhìn xem ha. Đó, cây này thì cũng có nhánh nha, nè cũng có nhánh nè cả nhà ha. Đó, đây gốc của nó thì bằng đầu đũa ăn đi lên nha, bằng đầu đũa ăn đi lên cả nhà. Đó, đây ha, đó đây, đây cả nhà nhìn ha, rất là đẹp luôn nha, có nhánh nha. Cây chiều cao cũng rất là cao luôn, 1 gang, 2 gang, 3 gang, 50 đến 60 đến 70 cũng có luôn nha cả nhà. Coi về phần rễ nha, rễ thì lộn xộn nè, đó có bí ha. Bí 3 múi, 4 múi nè, lò xo nữa cả nhà. Đây, lò xo nha, lò xo nè, đó. Rễ quái nha, rễ quái, rễ thú, đủ kiểu luôn. Đó, rễ quái ha, đây, rễ thú nha. Rồi tổ chim, củ nở, đó, bí có luôn. Nè, cả nhà nhìn thấy ha, lô này em thấy tương đối ha, bí đẹp đó cả nhà. Đó, rễ nè, rễ quái nè. Ồ, rễ, rễ tùm lum rễ luôn ha, bí nữa nè. Đó, đây, đó, nè. Cũng được 4 múi á cả nhà, lò xo. Đây. Nè cả nhà nhìn ha, mà lô này rễ cám rất là nhiều cả nhà nhìn nè. Nha. Rễ cám rất là nhiều cho nên là nè nó ra ngoài bầu luôn nha cả nhà. Nó ra ngoài bầu luôn cho nên á mình trồng nó cũng rất là ngon luôn á cả nhà. Nè cả nhà nhìn nó rễ cám ha, rễ cám nó nhiều, cây nó khỏe nè. Cây nó khỏe nó ra rễ mạnh vậy nè, mình đặt xuống đất hay là trong chậu gì cũng ok hết luôn á cả nhà. Đó đây ha. Đó, cây 50 cho đến 70 nha. 50 cho đến 70 gốc của nó thì bằng đầu đũa ăn đi lên. Lô này em bán giá 7.000 thôi nha cả nhà. Em ship từ 50 cây nha. Và không có bao phí vận chuyển nha. Tiền ship thì bên người mua thanh toán giúp em nha cả nhà. Ồ, cây nào quá trời đẹp luôn ha. Đó, đây lô 7.000 nha. Rồi bên đây là hàng 8.000. Đó, 8.000. Đó, cây thì nó cao hơn nhiều nha. Nó từ 60 cho đến 80 luôn. Một em đây nè, 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang. Đó, 4 gang của em là phải hơn 60 đến 80 luôn nha. Có cây nó cao 80 luôn. Nhánh rất là nhiều nha, nhánh rất là nhiều. Đó cả nhà nhìn nè. Ha, thoát thân của nó rất là thấp. Cả nhà nhìn nè, thấy rất thoát thân rất là thấp. Rễ thì rất là đẹp luôn nha. Đây, nó có bí nè cả nhà. Đó, bí 3 múi nè, 4 múi. Đủ kiểu luôn nha, lò xo. Ha, rễ quái. Đó. Đây, bí nữa nè. Đây cả nhà. Đây, rễ quái, củ não, tổ chim, đủ loại luôn. Đó, đây cả nhà, đó, rất là đẹp luôn á cả nhà. Đó, đây, lô này rễ đẹp nha, thấp thân thấp, cây cũng có nhánh luôn. Là cái này là 8.000 ha, ai thích cây cao thì giá 8.000 nha cả nhà. Rễ thì nó cũng tương tự, nó cũng có bí, cũng có lò xo luôn ha. Đó, đây nè cả nhà, đó, đây ha, rất là đẹp luôn. Rồi, đây ha, rồi, đây là giá 8.000 nha, 7.000, 8.000. Rồi, tiếp tục là hàng... 6.000. Rồi bên đây 6.000 nha. Bên đây là hàng 6.000. Đó. Đây, đây cả nhà. Rễ bên đây là có thú nè. Có lò xo nè. Đó. Đây lò xo nữa nè. Nè, rễ thú, tổ chim. Đó, cây thì thấp thân cũng rất là thấp luôn. Và chiều cao của nó thì từ tầm khoảng này chứ cỡ 50 đi lên cả nhà. Giá 6.000 nha. Đó, giá 6.000. Rễ nè cả nhà, lô này thì chuyên về lò xo và bí nữa nè, rễ thú ha. Đó cả nhà nhìn nè, nó rễ nó như thế này nha. Đó cái này là giá 6.000 nha cả nhà, 6.000. Nếu mà chúng ta lấy từ 50 cây thì em ship nhưng mà không có bao phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển bên người mua thanh toán giúp em nha cả nhà. Đó đây là 6.000. Rồi tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây chính là hàng mai dảo nha. Mai dảo con, dảo bông đẹp đó cả nhà. Đó đây dảo bông đẹp nha. Đó cây thì nó lùn hơn nha, cao chắc khoảng 3 tấc đến 3 tấc rưỡi nữa nha. Đó đây là mai dảo thì toàn là chúng ta tuyển từ những cái cây có cái hạt có bông đẹp á. Thì lô này có bí nè, bí nè cả nhà ha, bí hình thú nè, hình thú lò xo đây nè cả nhà nhìn thấy nè. Đó cây thì khoảng 3 đến 3 tấc rưỡi, giá là 12.000 cây nha, 12.000 cây. Nếu mà chúng ta lấy từ 30 cây là em ship nha cả nhà. Em không có bao phí vận chuyển nha. Thì tất cả các cái mặt hàng nếu mà lấy chúng ta lấy 100 cây trở lên thì bên em sẽ bao tặng cho chúng ta 5 cây. Và phí vận chuyển thì bên người mua thanh toán nha. Em không có bao ship nha cả nhà.
Đó, đây là hàng mai giảo con ha, giảo bông đẹp á. Rồi, nếu mà ai thích loại nào thì xin hãy alo bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.